Chào mừng quý vị anh chị và các bạn trở lại với kênh tham quan nước Mỹ trên hồ. Mình xin kính chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh tham quan nước Mỹ trên hồ, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế và các thông tin về những cái chuyến bay cũng như là tình hình dịch bệnh tại Việt Nam, thì đây là một cái thông tin mới nhất của chính phủ vừa mới áp dụng cũng như là vừa mới thông báo đến toàn dân, áp dụng thống nhất trong toàn quốc quy định hướng dẫn cụ thể về phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch. Theo đó, phân loại cấp độ dịch theo 4 cấp: cấp 1 nguy cơ thấp, bình thường mới tương ứng với màu xanh; cấp 2 là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3 là nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4 là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch đánh giá từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả. Quy định cũng nêu rõ 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng, số dân, thời gian, độ bao phủ vaccine. Lưu về xác định cấp độ dịch, Bộ Y tế hướng dẫn các tiêu chí, phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Y tế và tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch. Trong trường hợp nâng cấp chế độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu 45 giờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, có sự chuẩn bị trước khi áp dụng. Các biện pháp y tế bao gồm cách ly y tế, xét nghiệm, thu dung, điều trị, tiêm chủng thực hiện theo phương hướng dẫn của Bộ Y tế ở tất cả các cấp độ. Quy định nêu cụ thể các biện pháp áp dụng theo 4 cấp độ dịch đối với một số hoạt động của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, bao gồm tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời, đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, vận tải hành khách công cộng, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, lưu thông vận chuyển hàng hóa các nội tỉnh, liên tỉnh, sản xuất kinh doanh dịch vụ, thi công các dự án công trình giao thông, xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống, cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc bao gồm cắt tóc, làm đẹp và các cơ sở khác do địa phương quyết định, hoạt động bán hàng rong, vé số dạo, 5 hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp, 6 hoạt động trong cơ sở các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thờ tự, hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ, tham quan du lịch, biểu diễn văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, ứng dụng công nghệ thông tin. Thì đối với cá nhân, quy định cũng nêu rõ các biện pháp về tuân thủ 5K, ứng dụng công nghệ thông tin về việc đi lại người dân và điều trị tại nhà đối với nhiễm COVID-19 ở từng cấp độ. Thì hiện nay cái tình hình dịch bệnh ở khắp nơi ca nhiễm và vẫn tăng đều nha quý vị, ở Mỹ cũng vậy mà ở Việt Nam cũng vậy và tất cả các nước cũng thế thôi. Thì cái tình hình dịch cũng đang diễn biến phức tạp, nhưng mà có điều chúng ta yên tâm hơn lúc trước đây là gì? Tất cả các nước đều đã tiêm vaccine cho nên là mọi việc nó ổn hơn và nó không có còn là một nỗi lo sợ cho nhiều người giống như trước đây. Thì hiện tại bây giờ ở tất cả các nước thì cái số lượng người tiêm vaccine nó cũng đã được tương đối là đủ và ai cũng được tiêm vaccine. Có một số người chưa tiêm là vì do cái tình trạng sức khỏe của cơ thể người ta không có tiêm được cho nên người ta không tiêm thôi. Còn đa số là đã được tiêm vaccine hết rồi, cho nên hiện tại bây giờ ở Việt Nam cái nguy cơ mà lây nhiễm cũng rất cao và cái số ca nhiễm cũng cao, nhưng mà vì được đã tiêm rồi cho nên chúng ta cũng yên tâm về cái vấn đề này. Thì hiện tại bây giờ tất cả mọi chuyến bay vẫn hoạt động bình thường cho tất cả kiều bào ở nước ngoài đi về Việt Nam. Thì nếu mà quý vị nào có nhu cầu đi về Việt Nam trong cái thời gian hè sắp tới mà cần mua vé máy bay giá rẻ
tìm một cái vé giá tốt cho mình thì vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Em xin nhắc lại, cần mua vé máy bay giá rẻ thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Thì em sẽ luôn luôn giúp quý vị tìm cho quý vị những cái vé máy bay giá tốt nhất để có thể hỗ trợ quý vị đi về Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thì bên cạnh đó em xin giới thiệu dịch vụ bên em chuyên nhận làm các dịch vụ lãnh sự cho công dân Việt Nam như là đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả các hộ chiếu đã hết hạn từ lâu, cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc là hư hỏng, xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây, cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam, gia hạn bách bao Mỹ, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất, từ chối di sản thừa kế các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ, gia hạn thẻ xanh 10 năm. Dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Cái dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế em xin nêu rõ ở đây là khi mà quý vị có một cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị có một cái bằng lái xe quốc tế để mà khi về Việt Nam quý vị cũng có thể lái xe ở Việt Nam được. Và khi quý vị đi du lịch ở nước ngoài, quý vị cũng có thể lái xe ở nước mà quý vị đến được. Thì cái bằng lái xe quốc tế này mình lái được ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới nữa nha quý vị. Thì cái bằng này mình có thể lái xe hai bánh cũng được, bốn bánh trở lên, hai bánh, bốn bánh và bốn chỗ, bảy chỗ nha quý vị nha. Thì cái bằng này nó có giá trị là 10 năm nha quý vị. Thì bên cạnh đó em cũng xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Nếu mà quý vị nào có bằng lái xe quốc tế mà cần muốn lấy bằng lái xe tại Mỹ thì em cũng có thể xin cho quý vị để quý vị có thể lái xe ở Mỹ được luôn nha. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ về di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ về bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp, cần người con trai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Thì những đối tượng nào thì được cấp visa 5 năm miễn thị thực, và thì đó là những người Việt kiều không còn quốc tịch Việt Nam, vợ chồng con của công dân Việt Nam, vợ chồng con của Việt kiều. Nếu mà quý vị nào có nhu cầu đổi làm visa 5 năm miễn thị thực cũng như là hộ chiếu Việt Nam hoặc làm tất cả những dịch vụ em mới vừa giới thiệu ở trên thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Em xin nhắc lại, số điện thoại của em là 714 244 8834. Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Quý vị thân mến, nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, vui lòng hãy bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video đến người thân giúp giùm mình nha quý vị. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ mình mới vừa giới thiệu ở trên thì hãy vui lòng liên hệ mình ở cái số điện thoại là 714 244 8834. Xin vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo để thuận tiện trong cái vấn đề là hỗ trợ quý khách bất cứ nơi đâu. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn rất là nhiều đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Em xin chân thành tri ân cảm ơn tấm lòng của tất cả quý vị rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.